Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức triển lãm không gian di sản văn hóa du lịch Hưng Yên tại Bảo tàng tỉnh. Tới dự có các đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 nhằm tôn vinh giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch, tuyên truyền quảng bá tới cộng đồng và khách tham quan, khẳng định di sản văn hóa là tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Khách được tham quan trải nghiệm chuỗi hoạt động gồm không gian trưng bày với các hình ảnh, hiện vật tôn vinh những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Hưng Yên, giới thiệu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các bảo vật quốc gia, không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề truyền thống, mê che đan Linh Khê, hoa Xuân Quan, đan đó dọ Thủ Sĩ, đồ chơi Trung Thu, làng Ông Hảo, đúc đồng Lộng Thượng. Ngoài ra du khách còn được xem biểu diễn tích đánh hổ, các trò chơi dân gian truyền thống gắn liền với một số lễ hội truyền thống đặc sắc. Các khu trưng bày như một hành trình du lịch đưa du khách đến khám phá, trải nghiệm với các làng nghề truyền thống của Hưng Yên. Tại triển lãm, du khách còn có cơ hội tìm hiểu, mua sắm các mặt hàng thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh, trải nghiệm khu ẩm thực. Triển lãm không gian di sản văn hóa du lịch tỉnh Hưng Yên để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất và người, hình ảnh của Hưng Yên đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Khi mà các du khách đến với Hưng Yên sẽ được trải nghiệm ở trong một cái môi trường an toàn, thân thiện và bổ ích. Các hoạt động tại triển lãm sẽ góp phần nâng cao niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đây là những tài sản quý báu, những di sản văn hóa tiêu biểu là cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc và là niềm tự hào của người dân Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên có hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng về loại hình, đặc biệt là dân ca truyền thống, được bảo lưu và phát huy giá trị. Tại huyện Khoái Châu, có những nghệ nhân ưu tú đang miệt mài gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa tới cộng đồng. Phóng sự nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Đây là một buổi truyền dạy hát chống quân miễn phí cho học sinh do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên và các thành viên câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch tổ chức thường xuyên. Là một trong 7 nghệ nhân ưu tú đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, với vai trò là phó chủ nhiệm câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch những năm qua, bà Xuyên đã có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương đến với đông đảo mọi người, không chỉ tận tình chỉ dạy từ giai điệu cách lấy hơi, đánh trống, giữ nhịp, mà người nghệ nhân này còn truyền ngọn lửa đam mê chống quân tới thế hệ trẻ. Cháu học chống quân là do bà Xuyên dạy cháu. Bà dạy cháu rất là tận tình, bà mong chúng cháu là sẽ lưu giữ cái truyền thống này và phát huy nó thật là tốt. Từ năm 2011 đến nay, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên đã tham gia trên 20 lớp truyền dạy chống quân do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Những kinh nghiệm và hiểu biết của mình về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hát chống quân đều được bà Xuyên tâm huyết truyền lại cho mọi người để di sản có sức sống trong cộng đồng. Tôi mà còn sức khỏe ngày nào thì tôi sẽ đem hết khả năng và cái tâm huyết của mình để truyền dạy cho các cháu để giữ gìn, để bảo tồn cái môn nghệ thuật mà không những của quê hương Dạ Trạch mà còn cả quê hương của tỉnh Hưng Yên mình nữa. Chính từ những cái hoạt động tích cực của nghệ nhân Nguyễn Thị Xuyên mà đã có nhiều đóng góp hoạt động bảo tồn di sản hát chống quân của xã Dạ Trạch nói riêng, của huyện Khoái Châu và của Hưng Yên nói chung. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, là một người nặng lòng với nghệ thuật chèo, với mong muốn nhiều người biết và yêu thích chèo. Năm 1999, ông Lên đứng ra thành lập chiếu chèo làng văn hóa Lạc Thủy. Đây là một trong hai chiếu chèo đầu tiên của huyện Khoái Châu. Với vai trò là chủ nhiệm chiếu chèo, nay là câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy, ông Lên đã truyền đam mê chèo cho các thành viên. Từ cái sự nhiệt tình và cái lòng đam mê của bác ấy đã truyền sang cho chúng tôi là những cái lớp diễn viên được bác truyền dạy. Cho nên là đã dựng được những ca cảnh chèo và đã dựng được những bài hát, những bài múa ca ngợi quê hương, làng xóm rất là hay.
nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đã sáng tác được gần 100 bài hát chèo lời mới và các hoạt cảnh chèo nội dung ca ngợi quê hương, nếp sống văn hóa văn minh ở khu dân cư. Cá nhân ông Lên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì góp phần xây dựng và phát triển ngành văn hóa. Năm 2022, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Truyền dạy được cho như vậy là hơn 150 người, tức là từ cái chỗ chưa biết chèo bây giờ là hát rất tốt, không ngại gì cái tuổi già sức yếu để vẫn tiếp tục, tức là đi truyền dạy. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên cũng như nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, song với niềm say mê, nặng lòng với dân ca truyền thống, họ vẫn đang đóng góp công sức của mình trong việc gìn giữ và phát huy di sản trên quê hương xứ Nhãn.